Năm 2024 gieo phước gặt lộc, năm tuổi này càng tích cực làm việc thiện giúp người, đời càng nhanh phất lên như diều gặp gió. Sống lương thiện, tích lũy âm đức là cái cách để thay đổi cái số phận mà ai cũng nên thực hiện. Tử vi học cũng có nhận định năm con giáp nên làm việc thiện trong năm 2024 dưới đây. Nếu mang tấm lòng lương thiện, chăm chỉ giúp người giúp đời, biết cách tu dưỡng phúc báo thì tự khắc sẽ tìm đến những cái hạnh phúc, vinh hoa phú quý nó cứ nối gót nó kéo đến. Thưa quý vị, vận mệnh con người vốn dĩ được định sẵn từ khi sinh ra. Nhưng mà nếu quyết tâm thì người ta vẫn có thể thay đổi được cái vận mệnh của mình. Tất cả chúng ta thì đều hiểu rằng thiện hữu thiện báo, ác giả thì ác báo. Ăn ở hiền lành sẽ gặp nhiều cái may mắn. Trong Phật gia cũng có câu nói rằng vạn vật đều có nhân quả. Người nào mà gieo nhân lành thì sẽ gặt quả lành, đúng không? Còn gieo nhân ác thì sẽ gặp quả ác. Người hành thiện sẽ được phúc báo, kẻ ác thì sẽ gặp phải cái tai họa. Muốn tu được cái đại phúc, cải biến cái vận mệnh thì cần phải gieo nhân lành, tích đức hành thiện ngay từ cái việc nhỏ nhất. Năm 2024 là một cái khởi đầu mới, đầy hy vọng và đầy những cái cơ hội. Nhưng mà số phận sẽ có những cái biến số khó lường. Để có thể làm chủ được toàn bộ số mệnh, chúng ta có thể là hoàn toàn tự tay tạo ra cái may mắn cho bản thân mình bằng cách áp dụng cái luật nhân quả. Tức là gì? Hướng tới những cái điều thiện lành, những cái điều tốt đẹp để được ban phúc báo. Theo tử vi học năm 2024 của 12 con giáp thì những con giáp nên làm việc thiện dưới đây nhờ giữ được cái tâm trong sáng, luôn tu nhân tích đức, thực hành thiện nguyện, hăng hái giúp đỡ mọi người xung quanh nên là có phước báo dày sâu hơn tất cả những con giáp còn lại. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Kính thưa quý vị, cái tên đầu tiên nằm trong số những con giáp nên làm việc thiện trong năm 2024 không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ năm 2024 được dự báo tài vận của những con giáp này được cải thiện đáng kể trong năm mới. Ví tiền thì phình to, bản mệnh không chỉ có được cái thu nhập hậu hĩnh từ cái công việc chính mà còn có cơ hội để đạt được cái khối lượng tài sản bất ngờ, chất lượng cuộc sống từ đó cũng được nâng cao. Bản thân con giáp này cũng rất thích làm việc thiện. Tuy đôi khi hơi nóng nảy, nhưng mà thực chất những người tuổi Ngọ lại rất dễ mềm lòng. Thấy người khác gặp khó khăn thì không thể ngồi yên được, luôn chủ động đưa ra những yêu cầu để giúp đỡ đối phương. Vốn là người giàu tình cảm, trọng nghĩa khí, nên một lời nói ra nhất định phải cố gắng làm theo cho bằng được. Các bạn cũng không thích nhờ, dựa hoặc là phụ thuộc vào ai đó, vì việc đó đồng nghĩa với cái sự bị động và khó chịu, bức bối. Tính tình ngay thẳng, sống hướng thiện, những người tuổi Ngọ rất chăm chỉ làm việc thiện, thì đây là con giáp dễ trở nên giàu có nhờ cái bản tính lương thiện của mình. Trong công việc thì các bạn là những người năng động, nhiệt tình, làm việc gì cũng hết mình, nghĩ đến cái lợi ích tập thể và nghĩ đến lợi ích của công ty hơn là lợi ích của bản thân. Khi cuộc sống trở nên dư giả và đầy đủ hơn thì các bạn lại càng muốn san sẻ, giúp những người khác còn khó khăn hơn mình như một cách để quý vị tán lộc. Tính tình hào sảng và sự rộng lượng sẽ giúp cho những người tuổi Ngọ tích được nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp và cái phước lành hơn. Các bạn chẳng ngần ngại chia sẻ những gì mà mình đang có với những người mà có mảnh đời bất hạnh. Đặc biệt, những người tuổi Ngọ rất thích làm bệ đỡ, tạo điều kiện cho những người khác khẳng định chính mình. Nếu làm quản lý thì những người tuổi Ngọ sẽ là những người mà luôn trao cho cái cơ hội cho những người tài năng để cho họ phát triển và tạo nên cái nền tảng vững chắc để cái môi trường làm việc nó luôn được công bằng và liêm chính nhất. Làm việc tốt giúp người cũng là tự giúp mình. Những người tuổi Ngọ đã thực hiện rất tốt cái điều này. Những việc tốt mà các bạn làm sẽ quay lại báo đáp bằng những cái thành công nối tiếp thành công trong năm 2024, mang tới cho những người tuổi Ngọ nhiều cơ hội may mắn và cái cơ hội phát triển, không phải lo lắng về cái chuyện cơm áo gạo tiền. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc và tích thêm cái phần công đức, thì những người tuổi Ngọ trong thời gian này hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ.
Đó là con giáp nhận phước báo do ăn ở hiền lương, tích năng làm việc thiện. Tiếp theo con giáp thứ hai, không ai khác thì đó chính là những người tuổi Hợi. Kính thưa quý vị, cũng nằm trong số những con giáp nên làm việc thiện năm 2024 thì đó chính là những người tuổi Hợi, con giáp thứ hai. Nói chung ấy, các cụ có câu là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Càng làm nhiều việc tốt thì cái vận may của những người tuổi Hợi càng nhanh chóng được cải thiện theo cái chiều hướng tích cực hơn nữa trong năm mới. Nói chung ấy, năm 2024 thì cái vận khí của những người tuổi Hợi có tốt có xấu đan xen. Điều đó đồng nghĩa với cái việc là các bạn cần phải phấn đấu quyết liệt hơn nữa, có sự đổi mới trong cả cái tư duy lẫn cả cái cách thức làm việc thì điều đó mới mong được cái kết quả thành công như ý muốn. Rất may là tuy không có sẵn nhiều cái may mắn nâng bước, nhưng mà cái sự tự tin của bản thân cũng sẽ giúp cho những người tuổi Hợi gì tranh thủ từng cái cơ hội để biến cái ước mơ của mình thành hiện thực. Với cái sự nỗ lực bền bỉ, những người tuổi Hợi có thể là tạo ra cái đỉnh cao của cái sự nghiệp và cái tài lộc vào năm 2024. Bạn là những người chăm chỉ, trung thực và đáng tin cậy, nên dễ dàng được cấp trên đánh giá cao và khen thưởng trong cái công việc của mình. Đồng thời, những người tuổi Hợi cũng rất nhiệt tình với những cái công việc phúc lợi hoặc là những việc công cộng, quan tâm đến xã hội và tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện khác. Lòng tốt và cái sự cống hiến cho xã hội sẽ mang lại cho các bạn vô số cái phước báu và may mắn trong tương lai. Vốn dĩ những người tuổi Hợi được đánh giá là những người mà có tâm sáng, lòng trong. Các bạn sống thật thà, chất phác nên được mọi người yêu quý. Trong phần đối nhân xử thế thì những người tuổi Hợi phóng khoáng và rất là thoải mái. Bản chất của những người tuổi Hợi rất tốt bụng và rộng lượng. Thường ngày thì có vẻ không mấy quan tâm đến những cái điều xảy ra xung quanh mình, nhưng mà thực chất thì những người tuổi Hợi có những cái tính toán riêng của bản thân và đều giữ chúng trong lòng. Khi gặp những người yếu thế hay là kém hơn mình thì chỉ cần đối phương xứng đáng được giúp đỡ thì những người tuổi Hợi sẽ cố gắng làm hết sức để giúp cho người đó vượt qua được khó khăn, vất vả. Từ đó sẽ mang đến cho những người xung quanh cái cảm giác là tin tưởng và chắc chắn ai cũng muốn dựa vào những người tuổi Hợi. Những người sẵn sàng giúp đỡ những người khác và không phàn nàn, không đòi hỏi thì sớm muộn gì cũng nhận được cái sự giúp đỡ từ quý nhân và được trời thương Phật độ, sớm trở nên giàu có và thành công. Và để gia tăng cái may mắn thành công cho mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là con giáp thứ 2. Tiếp theo con giáp thứ 3 được trời thương Phật độ nhờ có tấm lòng lương thiện, đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, cái bản chất tốt bụng và cái tâm thiện lương của những người tuổi Mùi sẽ đem đến cho các bạn nhiều cái may mắn và niềm vui ngập tràn trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn. Nói chung, tử vi học nhận định những người tuổi Mùi năm 2024 được đánh giá sẽ là một cái năm có nhiều cái thu hoạch bất ngờ đối với những người tuổi Mùi. Cuộc sống của các bạn có thêm phần giàu có và thịnh vượng, cái sự nghiệp thì suôn sẻ, gia đạo thì hòa thuận. Những người tuổi Mùi là những người luôn hiền lành, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Những cái việc làm tốt của con giáp này cũng sẽ giúp cho bản thân tích lũy được rất nhiều cái công đức và tạo được một cái danh tiếng tốt. Nhờ đó mà các bạn có thể nhận được cái sự hỗ trợ hoàn toàn là của mọi người xung quanh. Chỉ cần làm việc mà bản thân mình có thể làm được ấy, thì những người tuổi Mùi sẽ không ngần ngại bất chấp tất cả giúp đỡ những người khác một phen. Mọi điều tốt đẹp mà những người tuổi Mùi ấy, là cuối cùng là họ cũng sẽ được đền đáp. Những người sinh vào năm Mùi cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn trong công việc và trong cuộc sống. May mắn thì cứ nối tiếp may mắn, thành công nối tiếp thành công. Những người mà sinh vào năm Mùi thì luôn có cái tâm hướng thiện và hay mở lòng trước những cái phận đời cơ cực, hoạn nạn. Các bạn làm gì cũng hết lòng chứ không trục lợi cho bản thân mình. Những người tuổi Mùi thì quan niệm sống bao dung, hướng thiện thì ắt bản thân cũng sẽ được an tâm hơn. Hơn nữa, những người tuổi Mùi lại rất nhạy cảm và luôn đứng vào cái vị trí của những người khác để đánh giá và nhìn nhận vấn đề. Các bạn biết thấu hiểu và luôn giúp đỡ mọi người.
Trong công việc thì các bạn luôn đặt cái lợi ích tập thể lên hàng đầu, không mưu tư lợi. Đôi khi cũng có thể bị người khác lợi dụng, nhưng mà các bạn không mảy may để tâm, bởi các bạn tâm niệm chỉ cần sống tốt thì trời xanh ắt sẽ có sự an bài. Nhờ vào cái triết lý sống tốt đẹp của những người tuổi Mùi như vậy ấy, mà các bạn luôn có được cái sự quý mến, cái sự yêu quý và sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ khi mà cần thiết của mọi người xung quanh. Những người xung quanh cũng giống như quý nhân của những người tuổi Mùi. Nhờ vậy mà các bạn sẽ thành công trong mọi việc của cuộc sống. Bước sang năm 2024, cũng nhờ có cái tấm lòng Bồ Tát của mình mà những người tuổi Mùi cũng có rất nhiều cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, giúp cho mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi hơn, suôn sẻ hơn, và cuộc sống của các bạn cũng đương nhiên cũng sẽ không còn những cái gánh nặng phải lo như trước đây nữa. Có thể nói, càng chăm chỉ, càng làm việc thiện thì cái vận số của những người tuổi Mùi càng được tốt lành hơn. Vì vậy, lời khuyên dành cho những người tuổi Mùi là đừng quên làm thật nhiều việc thiện để tích phúc đức trong năm 2024. Và để mang lại cái may mắn, tài lộc cho những người tuổi Mùi thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Tiếp theo, con giáp thứ tư mà năng làm việc thiện thì càng già càng giàu, đó chính là những người tuổi Thìn. Theo tử vi học có nói, năm 2024 là năm tuổi của những người tuổi Thìn. Do đó, sẽ có rất nhiều cái thử thách, rất nhiều cái khó khăn và rất nhiều cái áp lực nữa đang chờ đón các bạn. Nhưng mà quý vị đừng lo lắng, người nào ăn ở có phúc thì có phần. Bản mệnh cứ sống tốt cuộc đời của mình ý, biết quan tâm và sẻ chia với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người mà có hoàn cảnh khốn khó và thiếu thốn cần được giúp đỡ, thì chắc chắn phước lành sẽ tìm đến với các bạn, giúp các bạn được bình an, gặp dữ hóa lành và vượt qua những cái khó khăn của năm do thái tuế nó mang lại. Thì đây cũng là cái lý do vì sao mà những người tuổi Thìn là một trong những con giáp nên làm việc thiện trong năm 2024. Vốn dĩ loài rồng tượng trưng cho sự quyền lực và sự giàu có. Vì vậy, những người tuổi Thìn luôn được ban nhiều cái phước lành từ khi mà mới sinh ra. Và cái việc các bạn có giữ được cái phước đó hay không ấy, thì hoàn toàn phụ thuộc vào cách sống của các bạn. Bản thân những người tuổi Thìn thì rất quan tâm, nhiệt tình với cái phúc lợi của xã hội và của cộng đồng và tích cực giúp đỡ những người khi mà gặp khó khăn. Chỉ cần những người khác yêu cầu làm cái điều gì đó thì con giáp này cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ đối phương bằng hết cái khả năng của mình. Dẫu cho không phải là người thân, không phải là bạn bè ấy, thì những người tuổi Thìn cũng không từ gian nan mà hỗ trợ cho họ. Ngay cả khi bản thân có rất nhiều cái năng lực, những người tuổi Thìn cũng không hề kiêu ngạo mà rất là nhiệt tình với những người xung quanh, với những người mà mình đã tiếp xúc. Vì vậy, dù đi đến đâu thì các bạn cũng có thể nhận được cái sự đánh giá cao của mọi người, dễ gặp được quý nhân và hòa nhập với mọi người trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường khác nhau. Bước sang năm 2024 thì những gian nan vất vả phải chịu trong năm tuổi trước đó cũng không thể khiến cho những con giáp này quên đi cái lý tưởng sống cao đẹp của mình, luôn vì cộng đồng để cống hiến. Vốn là những người có trái tim nhân từ, từ bi, lương thiện. Vì thế, nếu càng chăm chỉ làm việc thiện thì càng tăng cái phước báo. Nhờ đó mà không lạ gì, những người tuổi Thìn vẫn có những cái sự bứt phá nhất định trong nghịch cảnh nhờ vào bản thân lương thiện của mình. Con giáp này làm việc thiện thì không để lại tên tuổi, không mong cầu cái sự hồi báo như cái phước đức hay là công đức thì là vô lượng. Quãng thời gian còn lại sẽ tràn đầy cái hạnh phúc, tiền tài cũng sung túc, con cháu thì hiếu thảo, tha hồ mà an hưởng cái hạnh phúc của mình. Đó là con giáp thứ tư. Và để gia tăng thêm cái vận may, tài lộc, tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Thìn. Tiếp theo, con giáp thứ 5, càng làm việc thiện, càng tu nhân tích đức thì càng trở nên giàu có trong năm 2024, đó chính là những người tuổi Mão.
Thưa quý vị, nói chung xét về cái lá số tử vi của những người tuổi Mão năm 2024 ấy, thì cục diện tương hại thái tuế là gì? Thìn và hợi là tương hại. Nó cũng sẽ tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ cho con giáp này. Nhưng mà bản mệnh vẫn có thể vươn lên làm chủ cái vận mệnh bằng những cái nỗ lực mạnh mẽ, đặc biệt là bằng cái thái độ sống tích cực và cái trái tim nhân hậu của mình. Tuổi Mão là con giáp rất giàu lòng nhân ái, bản chất lương thiện nên họ không muốn và cũng không chịu được khi mà trông thấy những người yếu thế hơn mình gặp khó khăn. Họ luôn chủ động giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình. Dù đôi khi có phần nóng tính, dễ cáu bẳn, nhưng mà những người tuổi Mão không hề giận dai mà dễ cho qua tất cả mọi thứ. Dù hôm nay các bạn bị người khác ganh ghét, hay là nói xấu, hay là thọc gậy bánh xe, thì hôm sau nếu đối phương không nhận sửa lỗi thì những người tuổi Mão cũng sẽ chấp nhận bỏ qua, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Người tuổi Mão sống tình cảm hiền lành, lại luôn sống có cái trách nhiệm với chính bản thân mình, gia đình và xã hội. Con giáp này có ít thì giúp ít, có nhiều thì giúp nhiều. Nên là công đức tích lũy được của những người tuổi Mão thì có tài vận dồi dào. Tiêu tiền thì cũng không phải nghĩ nhiều về tương lai. Ngay cả trong năm 2024 này thì mặc dù vào đầu năm bản mệnh cũng sẽ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn và trắc trở về kinh tế hoặc là các mối quan hệ. Nhưng mà cũng đừng vì cái vấn đề của bản thân mà quên đi những cái kế hoạch làm từ thiện mà mình đã đề ra từ trước đó. Ngay những cái việc tốt nhỏ bé cũng có những cái tác dụng đổi vận không ngờ. Có thể thấy càng làm nhiều việc thiện trong năm ấy thì cuộc sống của các bạn cũng sẽ để càng được suôn sẻ hơn. Vì khi các bạn tạo phước lành thì dù có đối mặt với những trở ngại cũng sẽ may mắn gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là vận trình cũng sẽ được hanh thông thuận lợi để vượt qua mọi sự, sau cùng cũng sẽ được bình yên. Trong thời gian này thì phúc lộc do chính các bạn tạo ra cũng sẽ trở nên dồi dào hơn. Do đó những người tuổi Mão hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi cái vận mệnh của mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Mão. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về năm con giáp nhận được phúc báo trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó là những con giáp sau: 1 là tuổi Ngọ, 2 tuổi Hợi, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Thìn và 5 tuổi Mão. Đây là năm con giáp sẽ nhận được phúc báo nếu như mà tích đức hành thiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.